Đầu tiên là mình sẽ coi cái hình kích thước là bao nhiêu. Đây nè, 590, 956. Rồi, giờ thầy làm lại, nhanh thôi. Rồi, tạo một cái plan 5.9, tức là 590 đó, 9.56. Đây, cho cái subdivide ở đây bằng 1. À, này nó tắt hết các cái lưới đi. Bây giờ mình tạo cho nó một cái chất liệu rendering ở đây, cho cái number 1. Thì mình không có xài, mặc định của nó là number 1 nè ha. Number 1 nè. Thì mình chọn cái thứ hai, nó sẽ ra cái thứ ba, cái tư còn cái nó ha. Rồi, mình vào checker, chọn file, chọn đường dẫn. Rồi, ok, lên cái hình. Ở đây mình chiếu trực tiếp ở ngoài này luôn. Plana ở đây ha. Rồi, chọn chụp y, ok là xong. Bấm chuột phải, chọn project, xây nó lên 90. Rồi, sau đó đưa nó lên khỏi trục tọa độ trung bình là vậy, phải làm nó như thế này. Tiếp theo mình phải kéo nó ra phía sau. Mục đích của mình là làm cái gì? Để cho nó khỏi đụng cái object. Nó ví dụ như mình để đây, rồi xong mình load một cái hình trụ. À, nó bị đè lên nè, thấy không? Nó bị đè lên. Cho nên là mình phải kéo cái này ra làm sao. Kéo nó ra làm sao ha. Rồi, sau đó mình tạo một cái layer ở đây, lít vào đây, khóa nó lại. Khóa lại nút này. À, thì lúc này mình không có chọn nó được nữa. Mình muốn chọn nó thì mình tắt nó này đi. Chọn nè ha. Khóa nó lại theo dạng lưới, khóa nó lại hình bình thường. Rồi, lúc này mình có thể làm được. À, rồi, bây giờ bắt đầu mình làm bánh rang nha. Còn cái hình khối này là mấy em chút nữa phải làm trong giờ hôm nay ha. Thầy sẽ cho cái bài khác để về nhà làm. Rồi, ở đây mình làm gì? Mình làm bánh răng ở đây nè. Mình lấy. Ở đây nó không có cái khối helix ha. Mình vào đây, create nè, polygon nè. Ở đây nó có cái helix nè ha. Đây, kéo nó lên. Đó đó. Rồi, giảm lưới lại bớt. Cái này cho 30 thử. 30 mà sao ra số 3. Rồi, này to quá. À, mình giảm cái radius này, chấm 1. Đấy. Rồi, nó bao nhiêu vòng thì mình phải tính. À, mình phải coi cho nó kỹ. Ví dụ đây nó cao nè. Giảm nó xuống. Nhiều. 1, 2, 3, 4. Thôi, mình không cần quan tâm tới nó đâu ha. Mình cứ coi tương đối là được rồi. Rồi, bán kính. À, cái này là 3 vòng. Chiều cao, chiều rộng của nó là 1.7 chẳng hạn. Đúng không? Cái hình này nó hơi bị lệch thì mình sửa cái hình lại. Tắt cái laser đi, mở nó lên. Sau đó mình kéo nó qua. Ha, kéo nó qua một tí. Cho nó đều cái hình. Rồi, khóa nó lại. Tiếp tục cho cái ellipse này nhỏ lại 1.5 thử coi. Hơi nhỏ đúng không? 1.55, thêm số 5 nữa. Đấy. Rồi. Giờ mình kéo lên coi coi. Độ xiên giống giống rồi đó. 1, 2, 3, 4. Của nó là 1, 2, 3. Ha. Có thể là cái 4 là nó xoay. Mình xoay này lại. Đấy. Đúng không? Đây. Xíu nữa thì mình cho cái colit này nè. Cái con này nè. Coi nè ha. Thêm một tí nữa. Rồi. Xoay nó. Cho cái vòng này nó ra làm sao đi. Đúng chưa? Rồi. Có thể kiểm tra lại rồi. À. Ok. Cái này là được rồi. Rồi, bây giờ mình coi cái độ dày của cái này với cái mẫu, coi có ok không? Vẫn dày hơn đúng không? Thì mình cho nó nhỏ lại nữa. Chấm 1 thì mình chấm 0.7. Đây.
cao lên tí. Bắt đầu là mình có thể làm được rồi đó. Cho nó xoay ra phía sau một tí nữa. À, hợp dưới này. Đây. Rồi. Bây giờ mình mới dùng cái lệnh cắt của nó bớt trước. Có nhiều cách, có thể là mình cắt trực tiếp ha, hoặc là mình không cần cắt trực tiếp cũng được. Có thể mình cắt trực tiếp trên cái khối này nè, có thể mình dùng lệnh bu lên cũng được ha. Bây giờ để mình coi coi là nó dày, nó tròn hay là nó như thế nào. Nó không có tròn không, nó chỉ là một cái góc tam giác tứ giác này thôi. Thì mình delete đi, file, mở cửa sổ phối cảnh lên. À, mình cũng delete cái phần file này đi. Delete nè. Rồi xong, mình delete phân nửa một vòng, vòng dưới hai vòng, control delete cái này, control delete đây là mình được rồi đó. Ok, như thế này. Bây giờ mình mới có cái cách để mình chút nó lên. À, đúng kiểu của nó là như thế này ha. Giờ mình có thể tắt nó một tí đi cho dễ nhìn nè. Chọn S. Rồi xuống dưới này nhấn Shift, lít đúp vào cạnh S cuối cùng ha, là mình chọn được cái S ở trên không. Rồi mở này lên nào. Nó cao bao nhiêu thì mình cứ việc chốt lên. Chọn chốt, không có lấy theo cái trục này mà mình lấy theo cái trục cơ bản thẳng. Đây, nó lên bao nhiêu, lên bao nhiêu kệ nó. Mình kéo cái này lên bằng cái nốt ở đây ha, thấy nó bằng không? Kiểm tra nha. À, coi nó có bằng không nha. Sao nó méo được? Nó méo à, là do mình chỉnh cái thông số ngay từ đầu ha. Chỉnh cái thông số của cái helix á. Bây giờ cái này thì hơi cực cho mình. À, nó hơi bị lệch chút xíu. Bây giờ mình phải undo lại thôi. Mình luôn luôn phải để cho nó thẳng ha. Có thể cái thông số của mình chưa có đúng. Control Z, Shift Z. Rồi, tới đây đi. Nhìn chiều trục thẳng nè. Luôn luôn mấy cái này nó phải thẳng từ trên xuống dưới. Có nghĩa là cái vòng này của mình nó bị sai cái vòng nè. Ví dụ mình đánh số 3 đi, 3.3 không được có số 2, ví dụ vậy. Coi nó có hợp lý không? Không à. Tại vì cái vòng của mình nó lẻ. Chiều cao, cái radius, chiều rộng, ok. 3.2, thử xem, 3.4. Đây, chưa có thẳng ha. Rồi, bây giờ mình kéo đi. Chọn đây, nhấn Ctrl, chuột giữa, đẩy từ từ. Đây, có thể thẳng đường này nè. Mình coi chắc 3.33. 3.33 ha. Nhìn từ trên nhìn xuống rồi. Không được. Bây giờ mình là adjust thử nha. Thì tại nhiều khi trường hợp này là mình phải để mặc định á, thì mình lên nó mới đẹp. Thầy adjust thử nè. Adjust. Chọn. Kéo lên. Đúng không? Vẫn còn lệch chút xíu. Vậy là mình phải gõ thêm tí nữa. À, cho nó ngược lại một tí. Cái này đòi hỏi mình phải tính 3.29 chẳng hạn. Đó. Rồi. Mục đích của mình là để làm cho nó chính xác thì hiệu quả nó mới cao. Đây. Kể đây. Đi chốt ra. Kéo lên nè. Giờ là gần được 2.9 mấy đó. Còn nữa nè. Ba hai chín. 2.9 mình thêm cái số 2 đi. 9 3 đi. À, chà, nó cũng không cho hả? À.
Thôi kệ, chịu khó mệt, độ dày thôi. Mình làm càng chính xác càng tốt nha. Đi chốt. Chọn. Đẩy lên. Sao nó lại đi lên rồi? Hồi nãy nó đi xuống, giờ nó lại đi lên. Chấm 20 thứ ơi, mình làm cho nó gần gần chính xác thôi chứ kiểu này cũng khó chính xác. Thật để thầy kéo lên luôn. Ồ, không đúng, kéo lên luôn là không đúng rồi, nó vẫn chưa tới. Lại lần nữa, 29 3 đi, cho nó 3 luôn đi, 3 là đúng rồi. Hơn nãy mình làm vẫn chưa đúng. Đúng lên, cảm giác là nó gần đúng thôi. Rồi, được rồi, cỡ này đi. Rồi, cỡ này à. Giờ mình làm, bắt đầu mình làm nè. Giống như lúc nãy, chọn file, delete, delete cái file đi. Rồi, chọn hai cái vòng trên dưới, delete đi. Rồi, vòng này. 1, 2, 3, 4. Control, delete. Control, delete. Rồi, bây giờ mình chọn chút nó lên. Cạnh. Nhấn đây. Khúc cuối của nó. Chốt. À, đẩy nó lên ha, đẩy lên cho nó đụng khớp nó, đẩy khớp lên, rồi sau đó tiếp tục chút một cái nữa, chọn tâm ngay giữa nữa, đẩy lên ngay giữa của cái khối này ha, đẩy lên ngay giữa của khối á. Mình phải chừa cái phần trên này ra nha. Bây giờ khi mình adjust lên là mình phải chừa, tại vì ở dưới này là nó đã đúng vị trí này rồi, thì mình chỉ lấy từ cái phần trên này thôi ha. Mình lấy từ phần trên này thôi, mình chọn nè, chọn ở đây, chọn ở đây đó nha, thì chốt đẩy lên đến ngay giữa, ngay giữa của cái tâm của cái đường này nè. À, thì mình có thể nhìn nghiêng nhìn dọc gì đó mình coi. Đây, nó nằm ngay giữa này nè. À, rồi. Sau đó mình sẽ chốt lên một cái nữa, bấm chữ G đi cho nó nhanh. Kéo đúng đến vị trí của thằng này. À, rồi sau đó mình sẽ chốt một cái nữa là nó lên đến trên này. Đấy. Tới đây mình muốn lên nữa mình lên, còn không thì sau này mình có thể cắt, nếu tốt nữa thì mình cứ kéo lên một cái nữa cho nó bằng cái đường này cái nữa ha. Ồ, nó có vẻ méo méo gì đâu đó, cạn nó đi. Rồi phía dưới này mình cũng làm vậy, từ cái chỗ này nè đến phần dưới này mình chốt nó xuống, chọn trục kéo. Oh, nó hở cũng dữ. Chọn chuột bấm chữ G nữa. Kéo nó vào đến giữa. Ha, vào đến giữa nè. Xong, bấm chữ G, chọn chuột lần nữa. Kéo đến cuối cái đoạn này bằng cái điểm dưới này. Rồi, tiếp tục bấm chữ G nữa. Ha, chọn trục của nó nữa. Kéo nó xuống một tí và một cái nữa, rồi giống như ở trên. Rồi bây giờ mình có cảm giác không, nối lại là sẽ ok. Ở đây bây giờ mình nối ha, chọn vertex bao hết cái này,
Sau đó edit mesh, mật. Ở đây mật mình để tùy theo ha, mình để từ từ coi nó có ăn không đó nha. Giờ mình coi cái tỷ lệ của cái ô lưới là chấm mấy ha. Ví dụ như mình chấm 1.05 ha. Ở đây mình để là 0.05, enter. Rồi bây giờ mình mở thử coi nó dính. Nếu nó dính là nó dính đều. Đây mình kiểm tra đây nè. Apply. Ồ, nó dính rồi phải không? Ok, nó tự động dính lại hết rồi đó. Thì những cái điểm gần gần như vậy là nó dính lại hết. Rồi bây giờ đóng nó lại nha. Đóng cái mặt này lại, đóng cái mặt này lại, kéo nó vào. À, ở đây mình chỉ cần để lên là nó thành tứ giác thôi. Để lên là nó thành tứ giác, sau đó mình kéo nó vào. Giờ mình đóng nè. Mình chọn lệnh append to polygon. Đóng là dễ nhất, nhanh, không cần phải chọn ha. Bấm chữ y dài, đối xứng qua. Y dài, đối xứng qua. Trên này cũng vậy. Đây, y dài. Lệnh nó enter xong. Bây giờ mình mới cho nó vát góc từ đây qua đây ha. Thì rất là dễ. Mình chỉ có việc chọn vertex, chọn add line, snap, đẩy nó vô. Chọn hai điểm này đẩy vô ha. Đây. Mình cứ việc đẩy vô. Giờ mình bấm số 3. Ok không? Ha. Rất là ok, không có gì. Rồi mình có thể nhô ra nhô vô gì đó, mình cứ tính cho kỹ thấy. Có thể này nó xích ra thấy nhô ra vậy à, hai ngày xích vào cho nó lại nữa cho nó đẹp. Số 3 thử xem. Rồi ok ha, thấy nè, rất là đẹp. Dưới này mình cũng làm giống vậy. Đây, chỗ này mình chưa có lại ha. Chỉnh đó. Rồi sau đó mình sẽ cắt nó ra. Đẩy vô đây. Thì hai cái này phải sâu hơn một tí. Hả? Bấm số 3. Ok. Không có gì. Bây giờ đến tới phần mà mình cắt nè. Tắt cái này đi. Mở cái hình nó lên. Đến đầu kiểm tra. À, hình đâu rồi? Mắt tới chờ, mở tới chờ lên. À. Đây, hình đến đây. À, giờ mình chọn lên, sau đó mình dùng lệnh multicut. Ha. À. Nhớ nha. Chọn lên à, dùng lệnh multicut. Nhấn shift kéo từ bên trái bên phải gì cũng được, thẳng qua. Đây. Đây, mình cắt ra đến đây nè. À, những cái gì mà ấy mình cứ delete. Dưới này cũng vậy ha. Dưới này từ đây phải không? Shift. Shift chứ không phải control nha. Bắn qua đây. Rồi xong. Chọn file. Delete. Delete sát vào. Delete đây. Trên này delete sát vào. Delete đây. Những cái đường ở đây bắt đầu mình xử lý ha. À, có nhiều cách lắm, không có gì à. Cái này không cần phải dài ra đến đây đâu, chỉ có cái đường dưới này là còn giữ thôi. Thấy không? Hoặc là cái đường dưới này mình không cần, mình cũng có thể nối ha. À, nối đến đây. Còn cái đường dưới nè, đây đường nối. Đường này ra đến đây. Cho nó nằm đúng cái vị trí của nó là giữ nguyên. Ha. À, giờ mình bỏ bớt. Hoặc giờ có cái cách mà mình sẽ bỏ cái đường viền ở giữa này đi. Ha. À, đây là mình đã biết cách rồi ha. Nối lên đây. Ha. À, nối lên đây. À, cái này là nó thành tứ giác. Miếng này là nó thành tứ giác. Nhưng mà cái này nó sẽ là tam giác ha.
hoặc là nối ra đây, nối ra đây là tứ giác ở giữa, bỏ cái đường trên đây. Bây giờ mình sẽ dùng lệnh nối nó ha. Enter. Yeah. Rồi, giờ mình bỏ được cái gì trên này, mình bỏ. Ở đây là mình ai tứ giác ở đây. Bỏ cạnh này không được, không thể bỏ đường này được. Control delete. Mình chỉ có làm chiều đứng này thôi. Chiều đứng này thôi. Chiều đứng thì cái chỗ này đâu gì đâu mà khó. Cái gì mà nó dễ khó như thế này. Nối lên đây. Đây. Bỏ hết mấy cái đường phía sau. Tạp nhé. Tạp. Cái này thì nó vẫn còn thêm một đường đây. Dùm thêm đường đây đi. Thì mình sẽ bỏ được thôi. Đúng không? Đây là tứ giác nè. Enter đây. Đây là tứ giác nè. Enter đây. Rồi. Bỏ cái đường này đi. Đúng không? Bỏ tới đây. Control. Delete. Đây. Bên này đường nữa. Bỏ đến đây. Bỏ đến đây. À, cái này không bỏ. Cái này mình lấy, mình bỏ. Delete đi. Rồi. Control. Delete. Ok. Không có suy nghĩ gì nữa hết. Đây đề bài. À, chỉ có tam giác ở đây. Tam giác ở đây thì mình bỏ bớt một cái là nó xuống thôi. Tam giác. Hơi khó chịu nha. Thôi tạm thời nó vậy đi. Cái này cũng không khó xử lý đâu. Mất công tốn thời gian thu thôi. Nên bấm số 3 thử ha. Giờ là nó ok nha. Ở dưới ở trên thì nó cũng gần giống nhau ha. Ở dưới trên thì cái kiểu nó gần giống nhau cả. Chỗ này là phải xử lý xuống đây. Thêm một đường đi vòng ở đây ha. Mình xử lý đây nè. Bỏ. Chỗ này là nó sẽ thành tứ giác. Đi vòng ra đến đây. Đi vòng ra đến đây. Cũng được. Rồi, cách làm của một cái cái bánh răng của cái nắp á, cái cổ chai đó thì nó sẽ là như thế này. À, lúc này thì mình chỉ cần chút nó vào. Độ dày chút nó xuống. Đẩy nó xuống ha. Rồi, sau đó mình có thể bevel ở đây. À, lên xíu số 3. Ok. À, làm được cái cổ phần nắp này rất là tốt. Rồi, xong.